Dạ vâng, thưa quý vị, thưa bà con, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin đáng chú ý. Những ngày gần đây thì công ty CP chăn nuôi chi nhánh miền Bắc có động thái là giảm giá lợn hơi 1.000 đồng một kg và điều này thì đã khiến cho thị trường lợn hơi ở miền Bắc chững lại và giữ giá ổn định ở mức cao. Theo đó, giá lợn hơi ở các tỉnh miền Bắc dao động ở mức 91 đến 94.000 đồng một kg, giá cao nhất là 95.000 đồng một kg tại Hà Nội và Hưng Yên. Đây là mức giá rất cao, đảm bảo người chăn nuôi thu lãi khủng. Điều đáng nói là giá lợn hơi tăng nhưng sức mua thịt lợn tại các chợ có phần giảm sút do giá thịt lợn tăng quá cao, khiến người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm khác để thay thế. Ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thì giá lợn vẫn giữ được ở mức ổn định với mức cao quanh mức trung bình là 83 đến 85.000 đồng một kg. Cao nhất vẫn là giá lợn hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An khi đạt ở mức 95.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tăng đẩy giá thịt lợn tăng cao đỉnh điểm nhất từ trước đến nay. Tại một số chợ trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa thì thịt nạc được bán với giá là 160 đến 170.000 đồng một kg, thịt ba chỉ có giá 150.000 đồng một kg. So với hai miền còn lại, giá lợn hơi ở miền Nam vẫn có nhiều biến động khi dao động quanh mức là 90 đến 95.000 đồng một kg. Giá thịt lợn tăng mạnh trong khoảng thời gian dài thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hàng hóa, các mặt hàng như là giò, chả, mọc, hàng ăn thì cũng tăng giá theo. Giá tăng, sức mua giảm khiến cho các tiểu thương thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và xin được hỏi chuyên gia Lê Văn Năm là ông có đánh giá như thế nào về cái thị trường thịt lợn như hiện nay? Và với cái xu thế như hiện nay thì ông có những cái lời khuyên gì dành cho bà con chăn nuôi lợn ạ? Trước hết thì sau cơn bão dịch tả lợn châu Phi thì chúng ta đã có rất nhiều những cái biến đổi về mặt giá cả thị trường. Tôi cho rằng đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì những cái nơi ta gọi là trung tâm nuôi lợn thịt thương phẩm ở miền Nam như là Đồng Nai, Bình Dương, ở miền Bắc thì xung quanh Hà Nội thì đã có những cái ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái số đầu con lợn mà thiệt hại thì chúng ta đã được các thông tin đã thông báo rất nhiều lần, có tới 5 triệu lợn của nước ta đã bị chết hoặc tiêu hủy. Thì đương nhiên đó là những cái tác động trực tiếp đến giá chăn nuôi lợn. Và giá cao thì đương nhiên nó có hai mặt. Mặt phải của nó là người chăn nuôi lợn có lãi. Và mặt trái thì đương nhiên giá lợn thịt heo tăng thì tất cả những cái sản phẩm từ thịt lợn cũng sẽ tăng theo. Mà không những cái sản phẩm từ thịt heo tăng theo mà nó còn liên quan đến những cái giá của những cái sản phẩm hàng hóa khác. Cái đấy cũng là cái mà ta gọi là mặt trái của vấn đề. Thế bây giờ trong những cái tháng này có nhiều cơ sở có thể nói là lợn mà đến ngày xuất bán mà không bán một món găm lại để chờ tăng giá, đó là một sự sai lầm. Cái sai lầm thứ nhất là sau 100 cân thể trọng thì lợn ăn thì vẫn như thế và thậm chí ăn tăng lên, nhưng mà tăng trọng thì nó chậm đi. Thế nếu tính toán về hiệu quả kinh tế thì chúng ta cho rằng ở góc độ khoa học thì chúng tôi cho rằng là cứ 80 cân đến 110 cân là tối đa thì chúng ta nên đưa đi giết mổ, đưa ra thị trường. Thì cách đó là về mặt kinh tế là lãi nhất, là tuyệt vời nhất. Còn nếu nuôi thêm nữa để mà chờ tăng giá nữa thì chưa chắc đã bù được cái chi phí. Cho nên là lời khuyên thứ nhất là bà con ấy không nên găm lợn. Và những chủ trang trại lớn cũng không nên găm lợn. Nên lúc này nên tham gia vào thị trường. Một mặt về góc độ kinh tế cho chính mình là hiệu quả chăn nuôi cao nhất. Mà thứ hai là cũng tránh được cái tình trạng mà tăng giá đột biến. Trong trường hợp nữa mà chúng tôi cho rằng là biết đâu đấy, cứ găm lợn đến cuối cùng là gần đến tháng Tết rồi, đua nhau bán lợn khi ấy thì giá được sụt xuống thì sao? Mà cái đó thì chưa ai biết được. Bởi vì hiện nay cho cái thống kê, cái tổng đàn lợn thực tế, trong thực tế, thì nếu như chúng ta có 38 triệu lợn mà mới chết và tiêu hủy có 5 triệu, có nghĩa là nó ảnh hưởng chưa phải là nhiều. 28 triệu. Chưa phải là nhiều. Và nếu như thế thì bà con hãy tự cân nhắc. Và theo tôi thì cứ đến tuổi, đến cái trọng lượng mà giết thịt được rồi thì nên xuất bán. Thì không những góp phần bình ổn giá mà còn làm cho cái giá cả thị trường nói chung các mặt hàng khác nó cũng ở mức tăng nhẹ hơn. Và nó cũng đỡ rất là khó khăn cho chính phủ trong cái công tác điều hành. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những thông tin vừa rồi.